Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sửa pin phòng, pin phù cho cái máy iPad mini 4. Thì có một bạn á, có gửi cho mình một cái máy iPad mini 4 này. Thì các bạn nó nói là không hiểu tại sao màn hình hở như thế này. Thì sau đó các bạn lấy băng keo á, các bạn dán lên như này để mà cho nó bớt hở. Nè, nó đổ, các bạn thấy không? Nó đổ chính giữa màn hình luôn. Cái nút home của mình á, nó bị lõm xuống luôn. Thế thì trường hợp này á, cái nguyên nhân đó chính là cục pin trong cái máy iPad này nó bị phù, bị phồng lên. Thì nhiều bạn có hỏi mình có nên để như vậy xài hay không? Thì theo mình nói là có hai cách. Một là các bạn thay pin mới, hai là các bạn phải xử lý cái pin phồng, pin phù này. Tại vì để lâu quá là nó sẽ làm hư cái màn hình ha. Là cái màn hình nó càng ngày càng cong quá. Nó cong như thế này á, mà các bạn ép như thế này thì ảnh hưởng đến cái màn hình cảm ứng về sau. Nên gặp những trường hợp bị phồng, bị phù á, thì nhất định là các bạn phải xử lý. Một là các bạn mua pin mới về thay, hai là các bạn phải làm cho cục pin này nó xẹp xuống, bảo vệ cái màn hình ha. Thì một số, không phải riêng mà những cái máy về iPhone, iPad hay là những máy Android, thì cái hiện tượng pin phồng, pin phù á, bất kể cái máy nào cũng hay xảy ra nha. Rồi cái pin này đa phần nó dùng cái pin là li polymer, là những cái máy đời mới, còn mấy đời cũ như Li-ion á, nó cũng phồng, bị phù luôn. Thì cách tốt nhất á, là mình phải xử lý hiện tượng này để tránh làm hư hỏng cái màn hình. Hoặc là trường hợp á, nó bung keo nè, làm đội hở cái nắp pin ra. Những trường hợp này á, nước nó rất dễ vô, làm hư hỏng phía bên trong nhiều, rất nhiều ha. Đây là một số trường hợp mà rất hay xảy ra, là do các bạn thấy nó hở bung keo á, các bạn lấy băng keo các bạn dán vô ha. Thì lời khuyên thứ nhất của mình đó là các bạn nên xài tắt nguồn đi để mà các bạn xử lý, xài cho cái phần trăm pin nè, thì nó giảm 0% ha, hoặc là các bạn cho nó tắt nguồn đi rồi các bạn mới xử lý cái pin phòng, pin phù nha. Mình giả sử đi, các bạn xài hết để cho nó tắt màn hình như thế này rồi. Những trường hợp mà các bạn nào mà dán keo thì các bạn tháo keo ra nha, hoặc là tháo cái băng keo là dán nè, tháo ra hết cho mình rồi để mình xử lý pin phồng, pin phù bên trong ha. Ở nhà các bạn nào có dao mổ thì các bạn xử lý, hoặc là các bạn không có dao mổ thì các bạn có lưỡi lam á, các bạn làm cũng được. Các bạn cắt hết ra là nó hở nè. Rồi, xong rồi. Cái máy iPad mini 4 này á, cái socket pin với cái socket màn hình cảm ứng á, là nó nằm phía dưới này. Nên mình lật từ trên xuống dưới. Rất dễ nha. Nè các bạn để ý nè. Cái cục pin của mình á, nó bị phồng, bị phù lên nè. Nó sẽ đổi cái màn hình. Vị trí này á, có 4 con ốc ha, các bạn tháo hết cho mình. Cái này cái miếng siêu giữ cái socket màn hình với socket pin, mình tháo hết ra nha.
bạn lấy cái gì đó các bạn để ốc để cho nó đỡ thất lạc. Gấp hết ra. Rồi mấy cái siêu á mình để cho gọn lại. Rồi đến đây phải tháo cái socket pin ra trước. Đây là socket pin của nó nè. Tháo ra. Đó các bạn, tháo luôn cái socket màn hình cảm ứng ra, mình để mình làm cho nó dễ. Vị trí này cái nút home của nó. Có bạn cảm ứng bằng tay đây nè. Đây cẩn thận nha, thì nó hư cái nút này mất vân tay luôn á. Socket pin của nó. Đây là cái nguyên nhân mà nó làm cho cái màn hình của mình nó bị lỗi. Cái pin của mình nó phồng lên như thế này. Khí á, nó ở đây nó phù lên. Còn ở trên đây là cái mấy cái viền. Cái này mình keo hai mặt của nó. Dán ngay chỗ cái viền này nè. Dán vô màn hình với cái sườn máy. Đây là cái miếng dán băng keo hai mặt. Thì trong quá trình sử dụng, nhất là những bạn chơi game mà vừa xài điện thoại á, cắm sạc vô á, rất dễ hay bị phồng nha. Nó bị nó sạc trong quá trình sạc nạp xả liên tục á, nó nóng lên rồi nó làm sinh khí bên trong nè, nó phồng lên như thế này. Rồi đổi cái màn hình của mình lên và làm bung cái lớp keo hai mặt, dán mấy cái viền màn hình đó. Vì vậy nó làm hở keo. Thì để mà xử lý cái này á, thì mình có hai cách. Một á, là các bạn thay cục pin luôn. Còn các bạn muốn chữa cháy á, thì các bạn xử lý cái làm cho cái pin này nó xẹp xuống. Rồi các bạn gắn màn hình vô, xài được một thời gian nha. Nhiều bạn nói là cái pin của mình á, pin chính hãng, pin Zin luôn mới mua, nhưng mà sao nó bị phồng bị phù. Nguyên nhân chính là do cái người sử dụng á, hoặc là các bạn cắm sạc nhiều quá, nó nóng quá. Nhất là những cái bạn mà vừa chơi vừa sử dụng điện thoại vừa cắm sạc, thì nó cái hiện tượng này nó sẽ rất hay xảy ra ha. Các bạn cắm liên tục. Thì tiếp sau đây á, mình sẽ nói về hai cách. Thứ nhất là các bạn nào lười á, làm trực tiếp luôn. Các bạn tháo socket pin trước ra cho mình nha. Rồi các bạn mới thao tác, các bạn làm. Dồn không khí xuống nè. Nên thao tác làm chính giữa ha, hoặc là ngay vị trí, bất kỳ vị trí nào mà các bạn thấy thuận tiện á. Thì nếu mình làm chính giữa. Ở đây các bạn, một là các bạn dùng dao mổ. Các bạn rạch một đường nhỏ xíu này, dồn không khí nha. Ép không khí cho nó thoát ra ngoài. Hai là bạn dùng lưỡi lam á, các bạn rạch. Rạch bình nhỏ xíu thôi. Còn không á, các bạn muốn thẩm mỹ, thì các bạn có thể tháo pin của mình ra. Ở dưới đây có băng keo hai mặt luôn, các bạn về tháo ra để các bạn thao tác ha. Lấy cục pin ra làm luôn. Còn đây để cho thuận tiện á, mình sẽ rạch một đường ở trên đây. Đường nhỏ thôi nha, các bạn không được rạch sâu nha.
lấy cái miếng kẹt các bạn ép không khí cho ra ngoài. Như cái trường hợp này để cho thẩm mỹ á, mình không làm mặt trước mà mình làm mặt sau ha. Mình tháo cục pin ra. Rồi mình lấy một cái, các bạn vô không khí nè, các bạn lấy mũi dao mổ các bạn đặt ngay đường chính giữa. Tại vì chính giữa là cái nơi phòng cao nhất. Các bạn đặt đường một đường nhỏ thôi. Rồi các bạn đẩy cho không khí nó xì ra ngoài. Ngoài ra các bạn vẫn dùng kẹt á, các bạn đẩy không khí ra nha. Đẩy cho nó thoát ra ngoài luôn. Đẩy hai bên luôn. Các bạn làm cho cái không khí trong cục pin nó thoát ra ngoài là chắc chắn là pin của mình nó bị xẹp lại. Làm hai mặt luôn, các bạn dồn không khí xuống, ép cái này xuống mặt phẳng, rồi mình dồn mình đẩy lên, không khí cho ra ngoài hết. Các bạn nhớ ép cục pin của mình xuống nha, tại vì cái mặt này á nó bằng phẳng nha, không nó bị không bị phồng phù nữa. Cuối cùng á, sau khi các bạn đã làm xong rồi cái vị trí mà mình vừa đặt á, lời các bạn thì các bạn có thể dùng băng keo các bạn dán vô nha, các bạn cắt băng keo các bạn dán vô vị trí này, dùng băng keo thường á hoặc là cái băng keo trong này cũng được. Rồi sau khi các bạn mà làm xong như thế này á, các bạn nhìn thấy nè, cái lớp vỏ bên ngoài á nó hơi sần sùi một tí, nhưng mà đặc biệt á là cục pin của mình á, cái phần bên này nó phải xẹp nha, nó bằng phẳng, nó xẹp, nó không còn bị không khí nó phồng lên. Thì sau khi mà chúng ta làm thoát không khí ra và các bạn gắn vô thôi. Mình gá cái socket vô trước. Rồi, để cục pin vô. Ở dưới cục pin á, nó có băng keo hai mặt đó, các bạn dán vô nha. Rồi sau đây mình sẽ gắn cái màn hình với cảm ứng vô. Thì trước tiên á thì các bạn nên tháo cái socket pin ra trước. Còn những cái phần mà băng keo hai mặt màu đen đen như thế này nè, dán vô màn hình đó thì các bạn phải vệ sinh lại, cạo hết ra, cạo cho nó sạch sẽ, để sau đó mình sẽ dùng là các bạn dùng băng keo hai mặt, hay là các bạn dùng một cái tiếp keo dán ron dán màn hình B7000 hoặc là E8000. Thì những cái tiếp đó các bạn mua ở cái chỗ mà bán cái linh kiện hoặc là các thiết bị sửa chữa điện thoại di động á, nó đều có bán ha, hay các bạn mua trên mạng cũng có. Mình sẽ cạo hết mấy cái phần keo thừa trên đây nè, để mình dán cho nó đỡ bị cộm. Dán hết viền lại nha. Rồi mình ráp cái màn hình vô. Màn hình của mình á, nó cũng dính cái băng keo hai mặt như thế này, màu đen đen nè. Thì các bạn cũng làm vệ sinh sạch luôn nha. Mà các bạn che ron vào, dính cho nó chắc ha, chứ không bị cộm, bị đội lên nó hở màn hình. Đây mình gắn socket, màn hình socket cảm ứng.
Rồi cuối cùng á, cái socket pin này á mình mới gắn vô. Mình nhấn nút nguồn khởi động thử. Rồi vậy là ok nha. Rồi các bạn ướm thử nè. Cái màn hình của mình á bây giờ nó khít nha. Thế mà các bạn dán cam gan hay mặt hay dán ron vô là nó khó à, nó khít nè. Nó không còn bị đội nữa. Như vậy là đã xử lý xong cái phần mà pin phòng pin phù cho cái máy iPad mini 4. Lúc đầu á là cái chỗ này nó hở lên, giờ nó xẹp xuống rồi. Không còn bị phòng bị hở keo nữa. Vì còn lại á mình gắn cái siêu của màn hình. Rồi sau đó các bạn chạy mua cái tiếp keo qua B7000 hay E8000. Để bạn dán dính cái màn hình vô cái sườn máy. Đây nè. Những vị trí này nè. Mình che vô hết ha. Rồi để cho nhanh mình không quay cái cảnh mà mình che keo dán ron B7000 hay E8000. Bây giờ mình lấy dây thun á, mình cố định lại ha. Rồi các bạn đỡ một thời gian cho nó keo nó khô lại là xong. Nè các bạn nhìn nè, thấy cái màn hình của mình á, nó không còn bị đội, bị hở keo nữa. Cho nó khô, keo khô là ok ha. Rồi các bạn tháo dây thun ra. Rồi như vậy là video này mình đã hướng dẫn các bạn cách sửa pin phòng pin phù cho cái máy iPad mini 4. Rồi các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.